What have you done? What have you done to me? Ooh, big combat, baby! Gil và Astarion đi đầu. Hai người có thể ném phép. Xong một tên. Thunder, có thể đánh đứa này bay được không? Xong tên nữa. Thiện có một cái Discord tên là Funky Dungeon Master. Mọi người có thể tham gia để cùng chơi game nhập vai, D&D cũng như là Baldur's Gate 3. Link ở bên dưới. Cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Đặc biệt là Nuni, Bu, Honey Johnny, Pika, Ricky, Sang và Tử. Chào mừng các bạn trở lại với Thiện chơi Baldur's Gate 3. Tập trước chúng ta vừa chứng kiến một quyết định lớn lao của Shadowheart, giải phóng bà Night Song khỏi đền thần Sha, lan tỏa ánh sáng le lói cho vùng đất Shadow Curse này. Và trong tập này, chúng ta sẽ đến quậy phá Moonrise Tower, tận diệt tà giáo Absolute cùng Kendrick Thome sau khi chúng ta long rest. It's up to us to look after her now. If she needs a rest, we carry her. If she needs a hand, she has ours. If she needs ears, we've got four between us. Whatever she needs. Yeah. I hate seeing Shadowheart suffer like this. All for doing the right thing. Đồng ý Karlak. Mình muốn một người có phép kiểm soát đi đến Moonrise Tower. Poor Shadowheart. The gods are nothing if not vindictive in their vengeance. Tôi có thể nói điều tương tự về Mistra. With pleasure. Lead on. You wanted something? Chạy đi. For the best, perhaps. More difficult for me to ruin things if I just... Oh, tôi nào Shadowheart. Oh, no. She's having insecurities. I suppose it was only a matter of time until Shah took vengeance. For the Lady of Loss, she does not like losing. Thì tôi nào. Darling, I thought you'd never ask. Lead on. Và tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh. Bỏ mũ nào. Shadowheart suffers. You might be surprised, but it pains me to see. Shah's ire has shaken Shadowheart. And yet she goes on. There is untold strength there, I feel. Moonrise Tower. Đã nhiều xác chết thế này rồi cơ à? Cả xác Harper, cả xác của bọn Absolute. Wow, so many fallen. Tất cả những thứ này đều có thể giúp mình trong cuộc chiến trước mặt. Shahira. Unshackled from shadows. She will rise in moonlit glory and carve a path of brightness to the accursed one's second death. So saith the wise Alondo. That beacon of angelic wrath has taken a fight to Ketherick on the rooftop. In the first line of defense are dead. But storming the tower won't be easy, and if we wait too long, Ketherick will gather his strength and retaliate. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? Let's go! Vô sẽ vẫn có một sự tôn trọng nhất định với bà Jahira này. Bà đã từng vào các cuộc chiến rồi. Sẽ hỏi ý kiến bà ấy. You're the High Harper. Tell me. If you're hunting one target among many, the key is to isolate and corner it. My Harpers and I will be the noose that closes in around Ketherick. And as it tightens, you'll go in for the kill.
Okay. Floric left some of her flaming fist. They'll scout the prisons and the barracks below to ensure we're not taken by surprise. Say the word, and we're off. Jahira, tôi prefer bà đi cùng bọn tôi. I'm touched, but I'm already spoken for. Catherick là một tên kẻ địch đáng gờm. Tôi cũng cần một người đồng đội đáng gờm như bà. Very well. Side by side we'll stand, as we'll rip true souls from a false god. As good a prophecy as any. At the ready, Harpers! In this light, there will be victory. Còn bốn người thôi à? We will avenge the fallen! Còn bốn người thôi à? The time has come. Catherick will taste of death at last. Lên. You dare show yourself here after all you've done? You have betrayed me, you have betrayed General Thorm, you have betrayed our god! And for what? These harpers. Moonrise will be their tomb, and in death, you will all serve the Absolute. À quên mất, từ. Đầu ngày phải chỉnh difficulty lên tactician, đúng rồi. Mọi người đầu hàng đi thì có thể được sống. Quay trở lại ánh sáng đi thì sẽ được tha thứ. Like a kitten roaring at a tiger. Boys, make this traitor bleed. Ooh, big combat, baby! With the weave. Gil và Astarion đi đầu. Hai người có thể ném phép. Gale dùng phép tốt nhất của mình. Kịch nổ. Gale dùng phép tốt nhất của mình. Tường lửa. Ý mình là vậy. NPC, các bạn NPC ơi, đừng chạy qua nhá. Almost. Đừng tránh nhau ra. Khá chắc bọn này sẽ có AOE. Astarion. Tên này đi sau Lazel, đi sau Will. Thế thì Will có thể bắn nó ngã được. Hai tên này đều đi sau. Ba tên này đều đi sau Lazel và Will. Thế thì không vấn đề. Astarion lại không lo người khác. Astarion khi tên này khó bắn nhỉ. Thả phép đi. Spike Grove vào đây. Không. Spike Grove làm gì? Lấy luôn phép sĩ nhất của mình. Black Tentacle. Tên này chắc sẽ chết. Ở đây. Và mirror image của nó. Ây da. Các bạn Harper này dễ nằm lắm. Thêm phép nữa ở đây. À không, không. Will phải lo bọn đứng bên trên. Nó không thì bọn nó bắn rất đau. Mỗi tên một phát. Bật đẩy để chúng nó ngã xuống. Chưa cần dùng nhiều thứ vội. Thế trận có vẻ là vẫn về phía mình.
time to put your tails to the test, warrior. Có những gương mặt quen thuộc cả. Hết vào bản thân. Ném. Thằng này. Thằng đứng trên cao. Nằm chưa? Chưa nằm. Ném phát nữa. Nằm. Action search. Ném bà Zrel. À không, bà Zrel chưa chết ngay được. Ném thằng này. Thằng này đến gần rồi. Phát nữa. Spearhead đứng đầu. Laser máu cũng rất trâu, giáp rất cao. Mình điều khiển Jahira. Bài có phép gì? Ice Storm. Ice Storm sợ dập, làm hỏng mất cái thứ trên mặt đất của mình. Entangle. Được. By your command. Đến bước vụ lợi. Đừng chạy qua tường lửa các bạn ơi. Đừng chạy vào phép của quân mình các bạn ơi. Úi dồi slow. Slow này một vòng cũng không cần làm gì, đang tập trung phép rồi, chỉ cần bảo vệ phép thôi, phép bảo vệ và đứng tránh team frontline ra. Astarion cũng bị slow à? Bắn bà này lên trước. Rồi, Harper này nằm rồi. Fist này nằm rồi. Không có thằng nào giết ngay được thì đối tượng nào... À, thằng này giết ngay được. Thằng Acolyte có Death Ward đúng không? Không, không có. Thế là bắn một phát thôi. Bắn ai nữa? Bắn bọn Gno đi. Giết Gno. À. Bột attack là được. Vẫn đánh được tiếp à? Tưởng bị slow chỉ đánh được một phát thôi chứ. Ok, mình không complain. À đúng rồi, vì mình có hai action, một action của haste. Slow. Storm nổ ở đây đi. Boom.
Ice Storm không ảnh hưởng đến phép này. Một đồng đội nằm. Wow. Nhưng mà anh ấy chạy lên thế thì hết cứu. Ôi các bạn ơi. To thế. Để giết thằng này mạnh quá. Thằng Drell này. Tưởng chỉ bị slow một phát thôi mà phát nào cũng slow này, turn nào cũng bị slow này. Chừng nào có thể end nữa nhỉ? Magic Missile đi. Level 3 không đáng. Nói chung là không thể giết được nó trong turn này. Không đáng lắm. Thậm chí là bắn Necrotic. You know what? Bọn bay không phải là bọn duy nhất có thể hút người khác vào. Chết rồi. Ây da, bọn bên trong lại ra. Không sao, chết được bà boss rồi. Forever dauntless. Mình có đang tập trung một phép gì không? Không. Thế thì mình nghĩ là mình cần một cái gì đấy impactful hơn là Eldritch Blast. Hunger Pada vào chỗ này. Spam trưởng mạnh nhất đi. Giữ làm gì? Sacred Flame không cần. Guardian of Faith counter. Magic Missile có thể giết được bọn này. Tên này hai cái Magic Missile là được. Tên này hai cái Magic. Actually để Astarion giết đi. That Sharpshooter. Bắn hai cái, tại vì thằng này có chỉ cần một cái thôi. Lát ở trong Hunger Havana đồng cũng nằm. Thằng này một phát.
Rồi. Giờ Gale có thể Magic Missile bọn này. Chết cả lũ. Hai phát thằng này. Một phát thằng này. Lấy dao ném ai, ném thằng này. No time to waste. Yes. Thằng này tơn sau là chết. Trong hàng gờ Vada. Ở đây được, vẫn được. We were going to be friends. Ô lại. Trời lũ này ở đây. Ô kìa, không counter spell được à? Gale đứng xa quá để counter spell. Gale nên tiến lại rất gần. Giết luôn tên này đi, thì đỡ phải counter spell. Không nhìn được. Will có devil sight đúng không? Bắn tên này. Không nhìn được. Gale, nhìn được không? Được. Coi như là một cái counter spell, level 3. Xong. Gale phải đứng gần lại. Gì counter spell các thứ. Đánh bọn spellcaster đi. This is my time. Ném. Một thằng nằm. Half interrupted. Ném thằng này. Ném. Này chịu được 4 đòn đánh của tao không? Là chịu được 5 đòn mới chết. Bây giờ lúc ổn để Astarion bỏ cái tentacle dưới đất. Đấy, mọi người đều đi qua được rồi. Phép tường lửa này của Gale vì là evocation nên là không ảnh hưởng đến bạn bè. Tất cả đồng đội chạy qua không sao, kẻ địch chạy qua có vấn đề. Anh vô kẻ địch. Nằm. Chưa nằm.
nào. Ta thằng cửa hào đà, ta thằng cửa ra. Brimming with potent magic. Assume nothing. Tắt tường lửa. Way from Waterdeep. Sharp as ever. Trên mail cộng 2. Nè. Nhiều bạn Harper nằm quá. Bạn toàn lao lên phía trước, bà này cũng chạy rồi. Blood Merchant bước xuống tầng hầm, chắc là cũng không có gì đâu, có thể là một vài Harper đang đứng dưới đấy. Ôi giời, sao tự dưng dính dưới này nhiều undead vậy. Một lũ necromancer hết đúng không? Đây là lúc tốt để Dimension Door chạy ngay ra cái lũ đằng sau này, giết cái bọn necromancer trước. Ai có Dimension Door? Will có Dimension Door. Will mang Astarion đi. Gale sẽ ở lại đây hỗ trợ các bạn Fist. Tường lửa trải dài. Will. Oh, Will has spell slot. Thế thì Astarion cũng có teleport đúng không? Đúng rồi, có Misty Step. Ra đây. Chạy ra, kệ bọn này. Let's go. Ba tên nào đi trước? Tên này đi đầu. Tên này đi đầu. Shield à? Tất cả bọn này đều có shield rồi. Giáp bao nhiêu? 20 giáp. Có nên cố bắn nó tiếp không? Hay là chuyển mục tiêu bắn được khác? Tại vì không đứa nào mất máu cả. Mình nghĩ chuyển mục tiêu là tốt, để cho bọn nó tất cả đều phí reaction mà shield đi, bọn nó tốn dần spell slot. Arrow Thunder. Ồ, có thể lấy đánh nó bay được. Xong một tên Thunder, có thể đánh đứa này bay được không? Xong tên nữa. Undead Ward cần giết thằng Death Shepherd bởi vì nó cho bọn kia aura kháng các loại đam. Ba đam nhỉ? Ít vậy. Một đây 4 lửa. 5 đây 8 lửa. Và lại kháng lửa nữa. Nó kháng lửa. Ủa nó có kháng lửa đâu? Ủa? Chịu.
No rest for the wicked. Không cần counter spell. Sống dậy chết ngay. Tây Giao, hạ tên này đi. Đẩy hắn qua lửa được không? Đẩy hắn qua lửa. Không ngạn đam à? Reach beyond. Không cần. Oh, crit. Thế đi đâu nha. Bộ này đánh không trượt à? Bro, không trượt phát nào ạ. Tôi cần giết tên này. Ok. Oof. No gloom, all doom. Giờ mình không có phép kiểm soát level 3. Vậy thì trông chờ vào laser. Paste laser lên. Đáng potion of haste ở đây không? Không, giữ đi. Đánh tên đấy làm gì? Đánh tên boss kìa. Fireball ạ. Rồi, tên này chết. Tất cả bọn này không còn kháng đam nữa. Protection from evil and good tốt ở đây tại vì nó không thể đánh được. Nó không còn đánh disadvantage. Protection from evil and good đi. Vào Gale. Vì Gale mà mất concentration vào haste là Lazel cũng bị mất turn. Còn Lazel thì có nhiều máu, không vấn đề gì cả. Shield. Sao mà đánh được lấy sao? Astarion thì nằm rồi. Ước gì mình chuẩn bị cái fireball hôm nay. Thunder Wave cũng được, Thunder Wave cũng là phép AOE. Battle favors the fearless. No time to waste. Xong tập trung đánh một con, trời ơi. Double tap. No time to waste. Kệ bọn nó đánh. Chạy ra đây xử lý thằng này.
Sao? Fight ổn rồi. Cứ ở đây Thunderwave và lũ này nè. This is my time. Các con ở gần thì để các bạn Harper lo. Fireball. Không thèm. Crit miss. Ơ kìa. Ủa. Go Harper, go. Xử lý con này nào. Nice. Đúng là cái quả giết hai thằng Necromancer ngay từ đầu ở đằng sau. Cực kỳ clutch. Không phải bọn nó còn đẻ ra nhiều undead nữa. A bone to pick. Chùy necrotic. Nè. Ê. Lấy dao đi trước. Tanh của team. Lại tên necromancer khác nữa. Không. Chỉ có bọn xác sống thôi. No holding back. Two steps at a time. Bọn này thì à đây, một tên necromancer. Giết nó trước. Astarion. A better position. Có thể bắn bạn đấy. Ôi giời, bạn cứ chiêu thì vẫn nằm thôi. Allow me to demonstrate. Gale có trò gì mà xuyên chiêu được không nhỉ? Magic Missile không xuyên được chiêu. Em acid à? Ok. Fireball. Will counter đi. Là slot cao hơn, nhưng mà Will short rest là có lại slot. Đến lượt laser thì bà này nằm rồi. Taking position. Này có kháng đam necrotic không? Có. Này đam lửa thôi. Mine is the advantage. Battle favors the fearless. Và Astarion xử lý kết liễu. Shall we dance?
pride of the gate. Xem các phòng còn lại nào. One move ahead. Dọn dẹp sạch cả cái hang ổ này. Đây là phòng gì? Phòng ngủ của ai đó à? A poor imitation. I see you. You sneaky little shapeshifter. Oh, mimic. Mimic. Okay. Let's go. Now we're going to get I see. Bây giờ bắt đầu. Not a single act wasted. Nó kháng đam gì không? Nó kháng tất cả loại đam vật lý. This is my time. Yeah, đây vậy. Đam force. Time to kill. Đam lửa. Đam mẹ. Rất nhiều đam vật lý. Kháng đam vật lý thì dùng rất nhiều đam vật lý. Ừ kìa. Rồi. Sharp as ever. Bức thư. My darling daughter, when you were a little girl, I would often watch you play with your dolls and your cousins and picture myself the enormous opaque a silvery shield surrounding you, protecting you. I knew somehow deep in myself that no harm could ever befall you, because I would not let it. Though the healers say I may pass into the city of judgment soon, know this. Darling daughters, I am always around you. I am always with you. And the moon maiden will never allow you to bear a burden you cannot carry. I love you forever. A love that has no death. Mama. Đây là bức thư của mẹ Isobel, vợ Catherine Tom. Cầm bức thư đấy có thể đưa cho Isobel về sau. Đi ngủ. Oh, enough waiting. Asarian, đi ngủ cùng thôi. Defender of the people, heading out. Enough memeing. Diary. Apostle's final form. Either Kethrick's got a flair for poetry, or he's planning some ghastly ritual. Apostle final form. À, lấy nhiều chìa thế mà vẫn không mở được. Something over there. Elder Brain Domination. Portas, kế hoạch Portas. Bắt cái con não chủ Illithid. Dùng Crown of Karsus. Chia sẻ Netherstone. Cái não mà chúng ta giờ đây gọi là Absolute. Metamorphosis. Chuyển thành, chuyển hình dạng thành một thứ khó để điều khiển. Trong trường hợp đấy xảy ra thì những cái Netherstone phải đưa cho một người để điều khiển. Nó quan trọng. Đây là phòng ngủ của Catherick Tom. Missive from Gothas. Vậy là Gothas, tên này làm việc với Gothas à? Cái tên bán Kha'lak cho quỷ. Invasion plan vào Baldur's Gate. Invasion plan vào Sword Coast. Invasion plan vào Eltugat. Damn. Invest tất cả mọi thứ luôn. Đánh chiếm. Vậy đây hoặc là phòng của bà vợ, hoặc là phòng cũ của Isobel. Đây phòng Catherine.
gia đình tàn lụi qua bao nhiêu năm lịch sử, kéo theo rất nhiều sự chết chóc, chiến tranh và tai ương. Anh cảm giác là lên cái này sẽ gặp vấn đề tiếp, nên là short rest đi. Oh, a little respite does wonders. Oh, you. Nice saw. What have you done? What have you done to me? Đầu hàng ngay đi. Trở về ánh sáng thì ta có thể suy nghĩ về việc cho ngươi sống. Sau bao nhiêu những tìm hiểu, những cái tờ nốt, những cái trang nhật ký mà mình đọc được ở trong hầm mộ nhà ông này, và những thông tin mình tìm được ở trong căn phòng ông ấy vừa rồi, thì mình cũng muốn cho ông ấy một cơ hội. 21. Bật mọi thứ lên. 34 là mau. You've come this far. You've stripped your enemy of his advantage. Why would you show mercy now? Tôi không như ông, Catherick. Thứ duy nhất tôi quan tâm là cái gì đúng đắn. Tại vì tôi là anh hùng nhân dân. Nhưng nếu ông không đồng ý thì cây kiếm tuyệt tuyến sẽ ra tay. Bruh. Mình có nhiều inspiration đúng không? Lần lại. Oh man, come on. Đáng giá phải giữ cái Dark One's Own Luck đến bây giờ. Thôi. And you will decide what is right. You who have begged, stolen, killed, same as I. To make it to this tower? I think not, true soul. You serve the Absolute. You serve me. Bow, you dog. Bow! The prism. You've had it all this time, you worm. You will bow before me. And if you will not bow, you will break. Yeah! Let's go! You. How good it is to see you again, Catherick. At last you found a godmaster that suits you, it seems. Halen. The thief. You stole Isabel from me, and now you think you'll take my life in the bargain? You dare to speak her name? After your crimes, innumerable, you would evoke her before me! Enough! Về Night Song cũng từng here and now. Biết Isabel. At last. He will crumble at the power of your touch. Oh, damn, Aileen. You have. Yes. The gods fight at our side. All right. Let's go. Ta đã cố thuyết phục, không được thì thôi. Mass Mistress of Souls. Đây lại là một necromancer khác này. Rồi. Astarion xử lý ngay cái bà necromancer này. Shield. Không vấn đề. Shield vẫn bắn. Đừng tránh nhau ra. Ây da, quên dùng lấy lại World File rồi. Hết vừa lấy gel. Đây là phép tốt nhất của mình hiện có rồi.
bước sang bên này. Don't get too close. Yeah, ông này cũng Necromancer nữa à? Deadly order. Your attack, soldiers. Mọi người có advantage vào đòn đánh Astarion. Bọn chúng sẽ tập trung đánh Astarion. Ê à, chị lực nào. Ui giời. 85 máu, còn ông này là 188 máu. Đầu đấy. Giết ngay cái tên Necromancer này. I will ascend. Có phép gì impactful nữa không? Có thể cho protection vào evil and good. Tất cả mọi người ở đây tính là undead nên protection vào evil and good tốt. Đầu tiên là giết bà Necromancer đã. Priority. In my best interest. Nice. Giờ protect evil and good vào Astarion. Make way. Giết lũ bên này một thể đi. Taking position. On the victor's path. Hai người này cứ để họ đánh nhau đi đã. Will sẽ ra đây giúp xử lý bọn skeleton. Có thể đặt cái đấy vào đấy, nhưng vấn đề là bọn này nó không di chuyển. Bọn nó đánh tầm xa được thì bọn nó phải gì di chuyển nữa. Thế nên là bắn thôi. Let me recite their demise. Đang tập trung vào Haste. Ui giả, ui giả, lại Deadly Order vào Astarion tiếp. Come on, Demay lên, năng lượng thần thánh đâu? Charisma save cộng 14, thế thôi chịu. Tên ấy chắc chỉ có đánh chay thôi. Wit save cộng 11. 6 intel cộng 8 con. Cộng 3 đây. 6 dex. Đá mà mình có Shadowhurt ở đây. No time to waste. Time to strike. Taking position. Đây dân sang bên này. Let's do it. Được.
Bước ra đây. Bắn tên này. Mình không muốn đứng cạnh tên này. Tại vì gõ rất đau. Nên là mình sẽ bay đi chỗ khác. Bay ra đây đi. Witness. Ui ơi. Ui ơi. Gì chị Lộc ơi? Rồi toàn miss. Chị Lộc cũng sắp hỏng rồi. Taking position. In my best interest. Bịt hết. Enough. My lord beckons me. Phải sai à? Oh no. Nó vẫn còn máu mà. Your daughter. Isabel. Oh, cả cái tổ Elithid đây rồi. Ông chạy rồi, vậy là còn nữa, còn gặp ông ấy nữa. Chưa phải là cuối cùng của J.K. Simmons. Khoảnh khắc cuối của J.K. Simmons nữa là phải... Spell slot cuối cùng. 1 2, 3, 4 chết cơ. Đau thế rồi. Shall we cut and run? Yeah. Seems we can't kill Kethric Thorm without following him into the bowels of this place. Yeah, làm sao mà dễ thế được nhỉ? Quite exhausted. A good night's sleep would do me wonders. Chui xuống cái tổ Illithid. Scroll of her glory. Extort the reason. Ghoulish touch. Subjugate the undead with your command. Lash out deadly claws. Paralyze. Dùng spellcasting ability của mình. Cần ở trong melee. Thì đưa ai nhỉ? Đưa Gale cũng được. Gale không ngại ở trong melee với giáp cao. Cái tentacle đâu? Tentacle ở đây. Chui lên. Oh! Jahira. Let's chew the fat. The general will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. That thing he summoned was Illithid. Follow it below and find him before he has a chance to subdue the Night Song again. Và Harper không đi sao? Better they stay here and hold the tower should Ketherick's army catch wind of our assault. But if you have room for one lone soldier, I would face Ketherick by your side. Và có biết nên expect cái gì khi mà tìm thấy ông ấy không? None of which will help us in the fight to come.
đấy. Catherick must die, and the Absolute with him. We will work out the details as they rear their ugly heads. Vậy tham gia tôi đi. You have numbers enough already, I think. You'll want a small force if you are to finish this quickly. Oh. Good hunting. Oh, nghĩa là bà ấy tham gia thành party member ấy hả? Ok, đầu tiên là tôi cần đi ngủ đã. Rất cảm ơn. Sharp as ever. Anyone want to talk? I guess it's been a long day and we'll just get right to sleep. There are much to be done. Difficulty normal. Chuyến đi này những ai đi đây? Scratch. A word, if I may. Good luck, pet. Now. The dog wags his tail. A small bag, Clint. Có gì cho tôi vậy? Potion of healing. He gives in and surrenders. Christine Mestos. Sạc đàn. Ok. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Lấy dao. Mỗi lấy dao lên là bột hả? Mình không cần darkness lắm. Mirror image. Lấy dao. Red boss ở lại đến cuối cùng. Mặc dù những người khác chưa lên level 9 nhưng mình nghĩ rồi cũng sẽ lên sớm thôi. Nên là mình vẫn muốn để nhân vật nào phù hợp, chứ không nhất thiết là phải để Lazel bắt buộc đi vì level cao hơn. Nghĩ câu chuyện trong này đầu tiên là cần luôn luôn là có Will rồi. Và sẽ phải giải thoát cho cái Asset of Zariel mà Mizoria bắt giải cứu. Astarion cũng không quá liên quan trong việc này. Shadowheart đi. Of course. Cơ lạc. Let's go, go, go. Jahira. Catherick awaits. What do you need? Lead đi cùng and tôi. Follow. Wow, lên được level cho bà này. Bà này cũng là Druid đúng không? Thế thì giống hệt với cả Housing còn gì nữa. Spore, ông kia là Moon rồi. Nếu mà cần Moon thì mình về gọi ông kia. Land, Spore, maybe. Gọi Undead à? Nhưng mà thế thì cảm giác không giống bà này lắm. Chắc bà này cũng rất là Land thôi. Mirror Image và Misty Step. Post. Resistance. Feed. Bạn này muốn feed gì? Bạn này muốn Resilient Constitution để không mất phép. Daylight và Haste cũng được. Phép chuẩn bị sau. Level 6. Minor Elemental, Grasping Vine. Thử đi. Level 8. Thêm Wisdom và Constitution. Basically bà Jahira feel một cái role gần giống như Gale. You wanted something? Shadowheart bật một cái S lên. Level 3. The pride of the gate. Đâu thể dễ thế được phải không? Cả tòa tháp này và bên dưới lòng đất là hang ổ của bọn Illithid Mind Flayer. Tập sau, chúng ta chui vào giữa hang ổ đó, đuổi theo Catherick Thom, lại cứu bà cái Azkaban kia lần nữa. Và xem tìm được gì bất ngờ ở dưới đó trong tập tới Thiện Chơi Baldur's Gate 3. Like và comment khoảnh khắc bạn thích nhất trong tập này. Và subscribe không lỡ các tập tới nha. Mình cảm ơn.